tài xế Cap biểu tình phản đối tăng thuế VAT, đại diện chính quyền trả lời vòng vo. Vào ngày 7 tháng 12, hàng trăm tài xế xe công nghệ Cap tại Sài Gòn và Hà Nội đã đồng loạt tắt ứng dụng, đình công và biểu tình để phản đối việc công ty Cap tăng mức khấu trừ với tài xế. Việc Cap tăng mức khấu trừ này lại đến từ Nghị định 126 thay đổi cách tính thuế VAT với các dịch vụ gọi xe công nghệ đối tượng của thuế VAT là chi tiêu của người tiêu dùng chứ không phải thu nhập của họ. Với nguyên lý này, người trả thuế VAT là người mua sản phẩm, sử dụng dịch vụ chứ không phải bên phân phối, bán hay cung cấp sản phẩm, dịch vụ. Nghị định 126 về quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 5 tháng 12/2020 đã đưa ra quy định cách tính thuế VAT mới cho các doanh nghiệp trong thị trường vận tải công nghệ thay cho yêu cầu tài xế đóng 3% VAT trên doanh thu thực nhận và doanh nghiệp đóng 10% VAT trên phần chiết khấu như trước đây. Nghị định này thiết lập mức thu 10% VAT trên tổng doanh thu mà khách hàng phải thanh toán. Áp dụng cách tính mới, nếu bạn sử dụng CAP với tổng cước phí gốc là 100.000 đồng, nhà nước sẽ thu thuế tiêu dùng của bạn ngay lập tức trên tổng giá trị dịch vụ thêm 10.000, tương ứng mức thuế VAT 10% tổng số tiền khắp thu từ bạn là 110.000 đồng. 100.000 đồng họ giữ lại và chia sẻ với tài xế, 10.000 đồng nộp cho ngân sách. Vấn đề là để đối phó với mức thuế VAT mà GAP sẽ phải thu hộ theo phương thức mới từ khách hàng sử dụng dịch vụ cho nhà nước. Khắp tăng cước phí của mình lên chỉ ở mức 6% nhưng lại tăng chiết khấu giữ lại cho doanh nghiệp từ mức 25 tới 25% lên hơn từ 27 đến tùy theo hợp đồng của từng nhóm tài xế. Bằng cách này, công ty khác vừa giữ được mức giá cạnh tranh, không thay đổi quá nhiều để tiếp tục thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ, song gánh nặng tiền thuế VAT thì lại đẩy sang các tài xế khác. Với tư cách là người bán dịch vụ và có trách nhiệm thu hộ thuế VAT, công ty khác giữ chân khách hàng bằng cách đẩy thiệt hại lớn hơn hoàn toàn cho các tài xế khác. Mạng báo Zing vào hạ tuần tháng 9 2019 ghi nhận theo ước tính của Google và Temasek, thị trường gọi xe công nghệ bao gồm các dịch vụ giao thức ăn tại Việt Nam có quy mô 500 triệu Mỹ Kim vào năm 2018 cao gấp 2,5 lần so với mức 200 triệu Mỹ Kim vào năm 2015. Con số này có thể tăng lên 2 tỷ Mỹ Kim vào năm 2025. Trong đó, theo thống kê của ABI Research, trong 6 tháng đầu năm 2019, Việt Nam có 200 triệu chuyến xe thông qua ứng dụng công nghệ và khắp chiếm áp đảo đến 73% thị phần. Nỗi bức xúc của các tài xế khắp dành cho ông chủ lớn nhất trong sân chơi vận tải công nghệ Việt Nam thời điểm hiện tại không phải chỉ là chuyện mới đây. Khắp kinh doanh vận tải mà không cần kho bãi, không cần mua hay duy trì bảo dưỡng xe, không cần tuyển dụng tài xế và vì thế không cần cung cấp phúc lợi cho các tài xế. Trong khi đó, các công việc thực chiến và nặng nhọc nhất thì do các tài xế khắp đảm nhiệm. Kể từ thời điểm được giới thiệu tại Việt Nam, với một bộ máy quản lý chỉ tập trung vào khâu quan trọng nhất là vận hành và duy trì phần mềm, khắp chưa bao giờ ghi nhận kiếm được lợi nhuận từ thị trường Việt Nam. Thậm chí, càng ngày càng lỗ nặng. Với hành vi đẩy gánh nặng thuế VAT sang các tài xế, người ta có quyền nghĩ về tính chính trực của hệ thống tài chính của khắp lẫn kết quả doanh thu của nó trên cơ sở đó cap đang không chỉ bóc lột các tài xế với tư cách là công nhân làm việc cho mình mà còn tận dụng họ để trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế việc các cá nhân yếu thế cùng họp lại để bảo vệ quyền lợi chung của mình là hoàn toàn hợp lý cuộc đình công biểu tình vừa qua là cơ hội tốt nhất để chính quyền tiếp cận hướng dẫn các tài xế phương thức tổ chức biểu tình lắng nghe nguyện vọng của họ hay thậm chí là đề xuất lên các cấp lãnh đạo quy trình hình thành một công đoàn riêng nhằm bảo vệ quyền lợi cho các tài xế khác vốn vẫn chưa có bất kỳ hội nhóm đại diện nào bảo vệ. Bằng cách cưỡng ép giải tán biểu tình như ở Hà Nội, dường như chính quyền đã thiếu thốn tinh thần vô sản cần có của một chính quyền vô sản. Bên cạnh đó, trong bối cảnh kinh tế khó khăn giữa lúc dịch bệnh COVID-19 và thiên tai bão lụt làm người dân điêu đứng mà chính quyền lại gia tăng thuế VAT thì thật là bất nhân và không hợp lý việc đánh thuế này sẽ gây nên những sự bất ổn xã hội rất lớn không phải chỉ riêng trong lĩnh vực vận tải mà còn nhiều lĩnh vực khác bởi vì chi phí giao thông vận tải còn liên quan đến các chi phí sản xuất và giá dịch vụ của rất nhiều ngành khác nữa